10 tháng rồi tôi lại quay trở lại đây, một cái phong cảnh rất là êm đẹp và thanh bình, và lại nhìn được cái sân thi đấu này. Cái trận đấu ngày mai chúng tôi biết là chúng tôi đã không còn cơ hội nào nữa. Nhưng mà không phải thế là chúng tôi buông xuôi. Chúng tôi cũng đã họp và rút kinh nghiệm và hứa với nhau sẽ làm hết sức mình trong trận đấu ngày mai. Và trận đấu ngày mai đối với chúng tôi cũng là một đối thủ rất là mạnh, là đứng thứ nhì của ăn cắp lần trước. Và tôi biết đội Hà Lan thì cũng đang tranh chấp cái tỷ số với các cái đội kia ở trong bảng để tiếp tục vào trong. Thế nên là đối với đội Việt Nam chúng tôi ngày mai là chúng tôi rất là khó khăn và phải quyết tâm rất là cao trong trận đấu ngày mai. Có lẽ là tùy từng diễn biến trên sân để chúng tôi sắp xếp cái nhân sự trong trận đấu ngày mai. Với tinh thần đấy là tất cả mọi người ai sẵn sàng và khỏe mạnh thì chúng tôi xếp đầu tiên. Và ở đây thì cũng nói để anh hiểu một chút đấy, là có một số vận động viên thì một là tuổi cũng hơi lớn. Đấy, nếu mà đá ở những cái trận đấu như thế này, trình độ lớn, trình độ cao như thế này mà nếu mà không đủ sức đá thì rất là khó khăn với vận động viên đó. Thì đấy là chúng tôi cũng đã phải tính toán rất là kỹ càng và sắp xếp. Tất nhiên ngày mai chúng tôi sẽ có một số vị trí chúng tôi đổi. Vâng, rõ ràng là chúng tôi yếu hơn thì chúng tôi phải đá như thế. Nếu mà chúng tôi mà đá cái đội hình mà năm ăn năm thua, tức là thiên về tấn công ấy, thì chúng tôi rất là khó khăn. Thí dụ như cái trận đấu vừa qua đấy, chúng tôi cũng hơi bị bốc lên một chút, vận động viên cũng hơi bốc lên, như là đội New Zealand, nước chủ nhà đây, cũng quên mất cái điều phòng ngự của mình, đấy mà mải tấn công, trên là bị đối phương người ta sơ hở phía sau lưng để đối phương người ta tận dụng, người ta khoét. Khi để về World Cup này thì bọn em ai cũng mang tâm lý là sẵn sàng ra sân ở bất kỳ trận đấu nào. Vì vậy khi mà bọn em được thay vào hay là được xuất phát chính thì bọn em đều sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình để sao có một trận đấu hay nhất. Rõ ràng ấy, tôi đã cũng vừa rồi tôi đã nói trước rồi, đội Hà Lan ấy, người ta sẽ quyết tâm đã ghi được nhiều bàn thắng vào đội lưới đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chúng tôi. Và phải nói là khu vực Đông Nam Á của chúng ta thì là vùng trũng đấy, vùng trũng bóng đá, cả bóng đá nam bóng đá nữ, chúng ta phải nhận định và nói thẳng như vậy. Tại vì cái gì chúng ta kém thì chúng ta nói là kém, so với châu Á thôi thì chúng ta vẫn còn thua một bậc, và với thế giới thì chúng ta lại rất là nhiều bậc nữa. Trên là đây là một cái tôi nghĩ là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chúng ta góp mặt ở sân chơi lớn của thế giới này, đấy là một cái thành công rồi. Đấy. Còn thi đấu vừa qua, hai trận vừa qua thì cả đội rất là nỗ lực, rất là quyết tâm và nỗ lực rất là lớn. Đấy. Thế còn trận đấu ngày mai ấy, thì rõ ràng là đội tuyển Hà Lan người ta cũng mong muốn có nhiều bàn thắng để người ta tiếp tục so sánh với những đội Mỹ và đội Bồ Đào Nha trong bảng, để người ta muốn tiếp tục đi tiếp. Đó. Thế và đội so sánh nếu mà đội New Zealand vừa qua hoặc là Philippines vừa qua thì rõ ràng là tôi nghĩ là sai lầm. Tôi nghĩ là sai lầm. Tại vì Philippines hơn chúng ta, phải nói hơn chúng ta về con người. Đấy. Chúng ta là toàn đội. Đấy. Hầu như là rất là thấp bé. Đấy. Thế và Philippines thì người ta nhập tịch rất là nhiều, hầu như là chúng tôi nói đùa là đội Mỹ 2. Đấy, hầu như là như thế mà người ta còn thua như vậy. Với cái đấu pháp không hợp lý, tôi có thể nói như vậy một chút. Xin lỗi đội huấn luyện viên đội Hà Lan, tại vì ông ấy có thể là ông ấy bốc lên đá để muốn giành thắng lợi, để muốn đi tiếp. Đấy, nhưng mà không nghĩ quân mình nó trình độ ở đâu. Đấy. Và hai nữa là so sánh với đội bạn
thì vẫn còn thấp kém. Đấy thì đấy là một cái mà tôi muốn muốn về cá nhân tôi suy nghĩ như vậy. Thế và đối với đội Đông Nam Á của chúng ta thì còn nhiều bậc lắm, còn thua kém lắm. Đây là cái mà chúng tôi vẫn nói là được học tập, được rút kinh nghiệm, đấy, được học hỏi. Thế và đây là một cái sân chơi lớn nhất của các đội tuyển bóng đá ở khu vực Đông Nam Á rồi. Lần đầu tiên của đội nữ Việt Nam chúng tôi rồi. Đấy cũng là niềm tự hào của đất nước Việt Nam chúng ta, của các vận động viên bóng đá nữ. Thì sự với vai trò là một tiền đạo, khi em thi đấu ở tại Đông Nam Á thì em sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với cả cầu môn cũng như là sút cầu môn. Nhưng mà khi thi đấu tại World Cup thì em thường xuyên phải lui về để tham gia hỗ trợ các cầu thủ phòng ngự là nhiều. Và khi thi đấu ở World Cup thì hầu như là bọn em là tiền đạo nhưng rất ít có cơ hội để có thể quay bóng lên phát triển tấn công, vì khi đó hậu vệ đối phương áp sát rất là nhanh và cũng là rất là mạnh. Vì vậy bọn em sử dụng hết khả năng của mình, làm sao có cơ hội thì bọn em sẽ lên, và không thì bọn em sẽ tập trung vào phòng thủ nhiều hơn. Khi mà chúng tôi được đại diện cho đất nước Việt Nam tới một sân chơi lớn như thế này thì chúng tôi cũng rất là vinh dự cũng như là rất tự hào. Chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều điều từ các nước bóng đá phát triển, để khi mà chúng tôi về Việt Nam tôi có thể truyền lại những kinh nghiệm cho các lứa đàn em và dần dần tiến bộ, làm sao có thể hòa nhập cùng với thế giới. Cái thứ nhất là thế này, chúng tôi đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam chúng tôi đã hy sinh rất là nhiều, đấy, rất là gian nan vất vả, thế và có nhiều cái mong muốn từ nhiều năm nay rồi, cùng với ý đồ của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đấy, và chúng tôi cũng cùng với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sắp xếp tất cả những cái ý đồ. Khi mà FIFA đưa ra danh sách 32 đội tham dự thi đấu World Cup ấy, thì cũng rất là quyết tâm cùng với đội và cùng với liên đoàn, chúng tôi đã bàn ra một cái định hướng rất là cụ thể thì chúng ta mới có được cái World Cup như thế này. Phải đến bây giờ ấy, thì tôi nghĩ là thế này, ai cũng như vậy thôi, cũng phải kết thúc chứ không thể làm được mãi mãi. Đấy, bất cứ việc gì cũng như vậy, tôi cũng phải kết thúc, hoặc là một người khác làm một việc khác cũng đến phải lúc kết thúc. Thế và tôi chỉ mong rằng cái người mà làm tiếp tục đội tuyển nữ ấy, là nâng cao trình độ hơn nữa ấy, và cùng với tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chúng ta tiến bộ hơn nữa để chúng ta lại đi tiếp những cái kỳ World Cup sau. Tôi chỉ mong như vậy thôi. Thế còn một trận đấu ngày mai tôi cũng đã động viên toàn đội rồi, sẽ thi đấu hết sức mình, không phải cho riêng tôi, và đây là cho người hâm mộ bóng đá trong cả nước đấy, và cho những cái Việt Kiều của chúng ta ở tại New Zealand này, đã từ rất xa, từ thủ đô cơ, Washington, rồi là từ Auckland đến đây để mà xem cổ vũ cho đội tuyển nữ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng là thi đấu hết sức mình, dù có thắng, dù có thua, hoặc dù có đi nào chăng nữa, chúng tôi vẫn giữ được cái tinh thần và khí thế của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.